thành của câu lạc bộ Sài Gòn mới không phải đón nhận bàn thua. Nó thuộc về đội khách sông Hoàng Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú này. Mặc dù đã mất đà, Phan Văn Đức vẫn gượng dậy và thể hiện sức dẫn tuyệt vời của mình. Sau pha bóng này